xuân ấy. Tóc trắng mẹ bay như gió như mây bay qua đời con, như gió như mây bay qua thời gian. Ôi mẹ của tôi, mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rùng con phải mồ côi, gió lay mẹ rùng con phải mồ côi. Chúc nửa năm mới nhiều sức khỏe. Cô Châu à? Dạ. Cảm ơn Châu. Con Châu có đứa nào nữa là không? Đứa nào nữa không ai làm thôi. Như ngồi kìa. Này. Của con. Coi. Đây năm mới. Con mừng tuổi má. Chúc má dồi dào sức khỏe nha. Ừ, cảm ơn con. Giỏi. Nè nè nè. Nha. Chị bóc một cái. Thì chị bóc một cái nha. Dạ. Cái này là bóc một cái đi. Của bà. Cái này của má. Bà chưa có gì hết á. Cái nào? Năm nay vô Covid cắn nghèo quá mà. Nè hết luôn nè. Chị lựa kỹ quá ha. Lựa kỹ quá ha. Đó. Bắt thần soi rồi. Nào ở đây không? Cái nào cũng được. Thích cái nào lấy cái đó. Giở tay rút. Cái này đúng không? Rồi, rút ra. Cái này nè, hay cái này. Đây 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 đây. Đây rồi, đây đây. Rồi, rồi, rút ra. Ơi, trúng rồi, trúng rồi. Dạ. Căng vào. Dạ. Đây mở ra nha. Có mở ra không? Ừ. Mở ra coi nha. Ờ. Hên xui. Thăng thăng. Thêm một mớ nữa. Đếm đếm đếm. Cho nhiều hậu quên đi mới cộng tiền. Tiền tiền kia cho nhiều. Hai. Cho đã. Hai chục. Ghê vậy, đếm như đếm luôn, đếm hai chục. Nhớ nhớ đếm được hai chục không? Hai chục. Rồi cái phía dưới này đếm chưa? Rồi đếm tiếp, hai chục rồi. Rồi cái này cắt vô. Đếm tiếp cái này đi. Cái nào đây? Cái đó của con á. Ờ, của con á. Dạ. Ờ. Đếm đi, đếm đi. Đếm đi. Của con á. Ờ. Một. Hai. Rồi. Coi kịp chưa má? Ba. Bốn. Ủa chán. Bốn lầm. Bốn lầm cơ rồi. Có bốn trăm rưỡi à? Trông vô. Là nhiêu rồi? Vậy cái cá còn lại của ai đây? Của con, hồi nãy á. Con á. Đếm rồi mẹ, đếm nữa hả? Vô đếm rồi, ăn hết luôn. Hai. Ba. Bốn, hai chục. Của ai đây? Nè, ở trong, cái này ở trong này á. Ở trong này á, bán bà vô hả? Dạ. Đây, bỏ vô lại nha. Rồi bị thiếu mà cái con bị thiếu con bù nè. 4,5 à? 4,5 à? 4,5 là giờ thêm cái này nữa là bao nhiêu? Là 4,5 là 550 hay 500 gì đây? 500. 4,5 là thêm một cái nữa là 500. Ờ, 500. Dạ. Ừ. À. 500 với 20. Dạ, là nhiêu? Ờ, 500 năm là 57 bao nhiêu vậy? 500 với 20. 500 với 20 là 70. Còn tính là cũng đúng. Dạ, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Bảy chục. 500 với 20 là 70.
Không, còn gì cũng đúng. Có vẻ là đúng. Vui quá, tết vui quá. Đó. Căng, căng có cho bà không lượm đâu. Căng cho không lượm thôi, lì xì lại cho bà không. Chưa cho. Đây, ra đây. Đây. Rồi, đến lượt ba. Năm máu với con lì xì má này. Nhiều điểm ra chứ. Đây, mở ra điểm. Con có cho mình lượm chứ. Điểm mày. Điểm được biết bao nhiêu nha. Rồi điểm mày. Mày. Một chục. Hai chục. Nói gì được cho anh Kem cũng vậy. Cũng có từ 5.000 chỗ. Ba chục. Hai. Mày dư đâu? 4 chục. 50. 5 triệu. Giỏi quá. Là 5 triệu á nha. 5 triệu chưa? Phải không? Điểm lại đúng không? Ừ. Cỡ, đồng gì đây? Mấy đồng mà? Đồng là 500 ngàn. Chứ không phải 500 nè. 500 á. Có 50 nè. 500. Có số 5 á nhưng 5 mà. À, phải số hay số 5 không? Đồng là 50. 5 ngàn. Trời biết rồi, vậy chúc năm mới sống thêm vài chục tuổi nữa nha. Ôi trời, trời biết giá trời đó đâu hay từ đó con ơi. Sống vài chục tuổi nữa, tết nào con cũng về. Chứ về đi mất rồi làm sao, về gì nói chuyện với ai. Chuyện ai nữa đâu con. Chuyện mà làm biến nghe quá. Hung biến rồi. Rồi, hung lại đi. Chú chị ơi, đẻ quá. Trời ơi, hít chịu mòn hết rồi. Mòn hết rồi. Thôi được rồi, nghe. Đừng có buồn nữa.